Xin chào tất cả các bạn, đây là một bộ 3 camera và ngày hôm nay Như muốn giới thiệu cho các bạn và camera bộ nó sẽ khác camera wifi như thế nào. Camera wifi là camera đi độc lập riêng lẻ một mình, không cần đầu thu hay ổ cứng, chỉ cần camera và thẻ nhớ đã hoạt động được rồi. Và đối với camera wifi thường người ta sẽ lắp từ 1 đến 2 camera và tiết kiệm chi phí thì người ta sẽ sử dụng camera wifi. Còn đối với dòng camera bộ thường là nó là hoạt động một cách xuyên suốt lâu dài và tuổi thọ đối với camera bộ ấy, nó sẽ dài hơn rất là nhiều so với camera wifi. Và thường thì camera bộ sẽ mắc tiền hơn so với camera wifi vì nó phải đi một bộ bao gồm đồ thu, ổ cứng, camera, phụ kiện đi kèm và dây cáp. Vì vậy ngày hôm nay Như muốn giới thiệu cho các bạn để các bạn có thể tham khảo nhu cầu của mình tới đâu để các bạn có thể lắp đặt bộ hay camera wifi nhé. Đây là camera ngày hôm nay Như chọn cho khách hàng. Toàn bộ được phân phối bởi công ty KBT, công ty KB Vision nên các bạn. Công ty KB Vision phân phối dòng Dahua. Thì Như cũng đã nói với các bạn, đối với công ty KB Vision hiện tại sẽ phân phối dòng Dahua và IMEL. Vì do KB Vision và KB One tương lai thì nó sẽ bị hạn chế mẫu và bỏ mẫu luôn và chuyển qua hoàn toàn Dahua. Hiện tại các bạn đang mua dòng KB Vision ấy, thì thường là các bạn đang mua hàng tồn kho các bạn. Còn hiện tại là chuyển qua hết Dahua và IMEL nhé các bạn nhé. Đây là cái mã chính hãng của công ty KB Vision phân phối. Ngày hôm nay Như chọn cho khách hàng là hai con camera dome có ghi âm và một con camera thân ngoài trời. Con dome và con thân này toàn bộ là vỏ kim loại hết. Và hai con trong nhà sẽ có ghi âm và con ngoài trời sẽ không có ghi âm. Đầu thu của ngày hôm nay là đầu thu 4 cân và dành cho 3 camera sẽ dư 1 cân. Dành cho khách hàng nếu như mà cần lắp thêm, các bạn có thể mua thêm camera lắp. Ổ cứng Như chọn là ổ cứng 1T chính hãng Purple Digital, phân phối bởi công ty VSDC độc quyền. Ở trong của nó sẽ có một cái túi chống ẩm như thế này. Rồi sau đó sẽ bao gồm rắc ba lum này các bạn. Ba camera sẽ bao gồm ba cặp rắc ba lum. Rắc ba lum Như chọn cho khách hàng của mình là ba lum loại tốt các bạn nhé. Ba cặp rắc ba lum và ba cục nguồn 12V 2A dành cho camera, nguồn ACBL các bạn nhé. Và tiếp theo đó sẽ là hộp bảo vệ các bạn. Hộp bảo vệ nguồn cho camera. Hộp này có kích thước là 12x12 các bạn. Có thể bảo vệ nguồn của chúng ta được khi chúng ta lắp ngoài trời hay trong nhà cũng không sợ bị xấu nhà. Và bảo vệ nắng mưa được. Đây là một bộ 3 camera bao gồm 2 cam trong nhà có mic và 1 cam ngoài trời không mic, một đầu thu 4 cân, một ổ cứng 1T, 3 cặp ba lum, 3 cục nguồn và 3 hộp bảo vệ. Một bộ 3 camera như thế này sẽ được kết nối với nhau thông qua các tín hiệu. Đây là các tín hiệu RJ11, 4 lõi và 8 tim. Như chọn cho khách hàng của mình là loại cáp tốt. 4 lõi như thế này. 4 lõi và 8 tim các bạn nhé. Cái này là loại tốt, Như chọn cho khách hàng hoàn toàn là cáp tốt hết để các bạn lắp đặt không gặp bất cứ một vấn đề gì trong quá trình lắp đặt. Cáp tín hiệu RJ11, 4 lõi và là 8 tim các bạn. Con này, cái cáp này có thể lắp cho cả camera IP được luôn. Nên vì vậy Như chọn cho khách hàng của mình là cáp RJ11 tín hiệu. Cáp này các bạn nhé, cáp đen. Thường này tùy theo cái nhu cầu của khách hàng, khoảng cách của khách hàng, khách hàng có thể báo Như để Như sẽ cắt theo cái số lượng của khách hàng. Đấy. Bây giờ thì chúng ta cùng đi đập hộp từng con camera và đầu thu và tìm hiểu chức năng của từng con camera nhé. Đầu tiên thì Như sẽ đập hộp con camera 1200MB gạch E gạch S5. Con camera này là con camera có tầm xa hồng ngoại lên tới 50m và có mic, có ghi âm được luôn đấy các bạn. Và nó có tính chống nước IP67. Nên vì vậy các bạn có thể lắp đặt ở trong nhà hoặc ngoài trời đều được. Nhưng mà thông thường đối với con bán cầu như thế này thích hợp lắp đặt ở trong nhà hơn vì nó sẽ tiết kiệm góc chết cho gia đình của mình. Con này có ống kính cố định là 3.6. Và bây giờ chúng ta cùng xem bên trong bao gồm những thiết bị gì nhé. Bên trong camera sẽ bao gồm mã QR, sát hướng dẫn, cái lục Z này để mở cho camera của mình nó dễ dàng. Và bên trong bất cứ một con camera nào đều có miếng mút để bảo vệ camera chống va đập đấy các bạn. Đây là vít và tắc kê. Camera được đóng gói như thế này các bạn. Camera dome ở trong nhà hoặc ngoài trời đều được.
Con này ấy, là con có vỏ kim loại nên khi mà các bạn cầm rất là chắc tay và nó được bảo vệ bởi cái bạn thứ mũi ni lông như thế này. Camera nó hoàn toàn là vỏ kim loại hết nhé các bạn. Mã là Dahua này. Bao gồm hai đầu jack là jack ba lum và jack nguồn. Được đóng gói rất là kỹ càng. Là tem của camera, vắt cắm nguồn và ba lum. Camera này tầm xa hồng ngoại lên tới 50 mét và có thể ghi âm được. Đây là mã camera ngày hôm nay khách hàng chọn và như chọn cho khách hàng theo nhu cầu của khách hàng. Đối với camera dòng bộ các bạn rất là bền luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi tiếp theo là con thân ngoài trời. Trời này có mã là 1200TBS5. Nó cũng được phân phối bởi công ty KB Vision luôn đấy các bạn. Công ty KBT. Và đó là thương hiệu Dahua nhé các bạn nhé. Dahua nhưng được phân phối bởi công ty KB Vision. Mã của nó là HFW1200TBS5. Và vỏ của cái camera này của mình cũng là vỏ kim loại. Sẽ hướng dẫn rồi các bạn. Mã QR. Mít và tắc kê. Đây, camera của mình đó các bạn. Hoàn toàn là vỏ kim loại hết đấy các bạn. Nhưng mà con này sẽ không ghi âm được. Thường những con ngoài trời ấy các bạn, thì các bạn xem là cái nhu cầu của mình tới đâu, có nên lắp hay mic hay không. Vì thường ở ngoài trời ấy, thì cái con mic ấy, nó hoạt động không hiệu quả bằng con trong nhà. Vì vậy đối với cái con ngoài trời ấy, các bạn xem cái vị trí lắp đặt của mình ở ngoài hiên mà nó có xe chuyển động nhiều hay không. Vậy để chúng ta có chọn lựa cái con camera có mic hay không có mic để nó hoạt động tối ưu nhất cái chức năng của nó các bạn nhé. Đây là hai con camera dome và thân mà Nhi chọn cho khách hàng ngày hôm nay. Bây giờ thì Nhi sẽ cho các bạn coi đầu thu dành cho ba camera và chúng ta cùng đập hộp con đầu thu này nhé. Đầu thu như chọn ngày hôm nay là đầu thu XPR1B04, đầu thu 4 cân. Đầu thu này hỗ trợ ổ cứng lên tới 6 tê các bạn. Mã của nó là đầu thu 1B04 và được phân phối bởi công ty KB Vision. Bây giờ thì chúng ta cùng đập hộp xem bên trong đầu thu bao gồm những phụ kiện gì. Bên trong đầu thu sẽ bao gồm có đầu thu và một ngăn còn lại sẽ giữ phụ kiện bao gồm là chuột, nguồn, các tín hiệu, vít và tắc kê. Một ngăn này sẽ bao gồm nguồn, phụ kiện. Như sẽ lấy đầu thu ra trước nhé các bạn. Đầu thu của mình nó sẽ được bao bọc bởi cái màng co như thế này. Và khi mà vận chuyển nó cũng chống va đập nữa. Đầu thu 4 cân XBR1B04. Đầu thu 1B04 sẽ bao gồm những cổng như sau. 4 cổng dành cho camera, 2 cổng mic out và mic in, một cổng HDMI dành cho TV, xuất ra hình ảnh cho TV. Một cổng VGA dành cho màn hình máy tính. Một cổng mạng LAN dành cho modem. Hai cổng USB và một cổng dành cho nguồn đầu thu. Đây là đầu thu 1B04, hỗ trợ ổ cứng lên tới 6T nhé các bạn. Bên trong đầu thu sẽ bao gồm những phụ kiện như sau, sách hướng dẫn. Nguồn đầu thu, chuột, các tín hiệu này để kết nối giữa đầu thu và ổ cứng. Các này rất là quan trọng. Trong đầu thu thì sẽ có hai cái quan trọng nhất, đó là nguồn và các. Còn chuột ấy thì thường chúng ta có thể mua được, còn các và nguồn cần phải có thì chúng ta mới cắm cái đầu thu lên được các bạn nhé. Chuột để điều khiển cái đầu thu của mình. Đây, một bộ đầu thu sẽ bao gồm đầu thu, nguồn, các tín hiệu để kết nối với ổ cứng lưu trữ dữ liệu và chuột. Và mã camera như sẽ cho các bạn coi lại một lần nữa, đó là camera 1200TBS5, camera thân ngoài trời có tầm xa hồng ngoại lên tới 30 m và là hoàn toàn là vỏ kim loại.
Camera này kết hợp lắp đặt ở ngoài trời sẽ có hai dây, một là dây dành cho jack ba lum hoặc là jack DC, một dây còn lại là nguồn 12V 2A. Và đây là con dôm của ngày hôm nay là con có mic và được lắp đặt ở trong nhà. Tầm xa hồng ngoại của con dôm này là tới 50 mét lận. Nó xa hơn so với con thông thường là 20 mét. Mã của nó là 1200NMB. Con này là con có mic có thể ghi âm được tốt. Hai con này là hai con rất là bền, đi theo bộ thì các bạn rất là bền rồi. Ổ cứng là ổ cứng 1T chính hãng, dành cho camera, chuyên dụng dành cho camera và được phân phối độc quyền bởi VSBC, là hoàn toàn đối với nhà phân phối này thì các bạn an tâm về ổ cứng rồi. Đây, ngày hôm nay cho các bạn coi bề đầu thu ổ cứng camera để các bạn có thể lựa chọn một bộ camera dành cho gia đình của mình. Thông thường đối với một bộ camera rất là bền bền mà chúng ta phải sử dụng hàng chính hãng nữa thì mới đảm bảo được cái chất lượng của camera của mình nhé. Như sẽ quay lại một lần nữa cho các bạn coi một bộ camera bao gồm những thiết bị gì. Bao gồm là đầu thu, camera, ổ cứng, dạng video ba lum, nguồn và hộp bảo vệ. Bộ camera ngày hôm nay chọn cho khách hàng là hai camera dome trong nhà có mic, một camera ngoài trời không mic, ổ cứng 1T chính hãng Purple dành cho khách hàng. Bất cứ một thắc mắc gì về camera, các bạn đều có thể liên hệ trực tiếp với Như. Như sẽ tư vấn cho các bạn để chọn lựa theo nhu cầu của các bạn, theo tài chính của các bạn. Các bạn nên xem gia đình của nhà mình sử dụng camera gì, vị trí nào, sử dụng trong bao lâu để các bạn có thể lựa chọn camera wifi hay camera bộ cho gia đình của mình nhé. Bất cứ một thắc mắc gì về camera, các bạn đều có thể liên hệ trực tiếp với Như. Như sẽ tư vấn cho các bạn để chọn lựa mẫu mã camera phù hợp nhất với gia đình của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay nhé.